Tỷ phú Mark Zuckerberg vẫn thích mua hàng giảm giá. Dù là một trong những tỷ phú giàu nhất thế giới với khối tài sản lên tới 77,5 tỷ đô la Mỹ, nhưng CEO Facebook Mark Zuckerberg vẫn có thói quen tiêu dùng giản dị và thích các món đồ giá rẻ. Mới đây ông chủ Facebook cùng vợ Priscilla Chan bị bắt gặp đang mua hàng tại Costco, siêu thị bán sỉ nổi tiếng bán sản phẩm giá thấp ở Mountain View, California. Ngoài ra cặp vợ chồng giàu có này còn mua sắm tại Ross Dress for Less, một chuỗi siêu thị bán hàng giảm giá trong dịp này ngay từ những ngày đầu mới vào làng công nghệ tới khi trở thành CEO Facebook và tỷ phú thế giới, Mark Zuckerberg đã nổi tiếng là người giản dị khi thường xuyên diện đi diện lại một mẫu áo phông xám cộng tay. Mark từng cho biết, tủ quần áo của anh rất đơn giản với khoảng vài chục chiếc áo phông xám giống hệt nhau để mặc mỗi ngày. Ông không muốn bận tâm vào những thứ phù phiếm và không quá quan trọng, như lựa chọn hôm nay mặc gì, ăn sáng thế nào bởi những việc nhỏ nhặt đó cũng tiêu tốn năng lượng và mất thời gian.